形になりますね。 これは一番シンプルなモデルで、本当に何でも使える、誰でも男の人でも女の人も使えるサイズになっております。 一番の特徴はですね、もともとカメラを入れるために作ったバッグなので、この横がですね、ここが大きく開くわけです。trên cái nền tảng là túi xách để đựng camera nên là ở bên phía bên hông bóc nó sẽ có một cái nắp mở ra như vậy。これはこっち側、両側も同じように開きます。 はい、で本来であればここにカメラを入れるためのこういったカメラ用のケースが入ってます。いや、あ、このデモカメラ、実はこのデモカメラ。でもカメラを使わない人はこれをも取ってしまえばいいわけですね。いや、ノーアイ、本当に、アンティ、ライティフォンのデモも存在するんだ。で、この中の部屋といいますか。 スペースはですね、大きく上と下に分かれています。こことここでスペースが分かれています。 Dạ, thì nếu mà mình lấy cái đế mà để đựng camera ra khỏi cái túi rồi thì ở cái phần dưới và phần trên nó sẽ thành tạo thành hai ngăn vậy ạ. Dạ, thì túi nó phân thành hai ngăn và nó nằm phân ngang như vậy thì mọi người sẽ tùy ý sử dụng theo cái nhu cầu của mình. でも人によっては上と下をくっつけたい人もきっといると思うんですよ. Dạ, thì như em có nói là tùy vào cái mục đích sử dụng của từng người thì nó phân chia ngăn tiện lợi như vậy. そういう場合はですね、ここ実はこの真ん中の仕切りを取ることができる。 Dạ, ở trong mình có thể biến đổi các cái ngăn được ạ. Dạ, thì mình mở khóa kéo mình biến đổi ngăn thì nó sẽ như các anh chị không biết là em không biết là mọi người ở dưới có nhìn thấy rõ không ạ? Dạ, chắc mọi người nhìn rõ, mọi người sẽ hiểu đúng không ạ? Nghĩa là mình あとですね、見えます。まあ、ということなら、いろんな使い方があるわけですね。いや、あ、見えれ、じゃあ、もう、この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 
mọi người có thể mình cài vào cái cây đẩy của cái vali á, mình treo lên cái cây đẩy vali á. Nói chung là trong túi thì có rất là nhiều cái ngăn nhỏ khác nữa. ということで、そのカメラユーザーだけじゃなくて、例えば仕事で使うのもいいですし、遊びで使うのもいいです。非常に使いやすいと思います。